5 lời khuyên của nhà văn Dương Giáng sẽ giúp bạn có cuộc sống hạnh phúc. Tác giả Thủy Dung. Nhà văn Dương Giáng đã để lại cho chúng ta những lời khuyên quý giá bằng sự kiên cường, cởi mở và những hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Cuộc đời của bà giống như một cuốn sách dày, mỗi trang đều chứa đựng trí tuệ tuyệt vời và mang lại nhiều khải thị cho chúng ta. Dưới đây là 5 lời khuyên mà bà để lại. Chúng giống như những ngọn đèn soi sáng con đường phía trước của chúng ta. Lời khuyên đầu tiên: con người tuy nhỏ bé, cuộc đời ngắn ngủi, nhưng con người có thể học hỏi, trau dồi, hoàn thiện bản thân. Giá trị của con người nằm ở chính bản thân họ. Câu này nhắc nhở chúng ta rằng, dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không bao giờ nên từ bỏ việc tu dưỡng và đề cao bản thân. Mỗi người đều là một cá thể độc nhất và có tiềm năng tạo ra những điều tuyệt vời cho riêng mình. Bản thân nhà văn Dương Giáng chính là ví dụ điển hình nhất. Mặc dù sinh ra trong một gia đình trí thức, nhưng bà không cảm thấy tự mãn mà thay vào đó, bà tiếp tục học hỏi và trau dồi bản thân, cuối cùng trở thành một nhà văn, dịch giả và học giả xuất sắc. Những tác phẩm như Ba Chúng Ta đều bộc lộ cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và niềm đam mê theo đuổi tri thức của bà. Lời khuyên thứ hai: chỉ những người có hoàn cảnh khiêm tốn mới có cơ hội để nhìn ra sự thật về cuộc sống và bản chất con người. Đây là sự thấu hiểu sâu sắc mà nhà văn Dương Giáng có được sau vô số thăng trầm. Khi chúng ta ở dưới đáy xã hội và đối mặt với nhiều trở ngại, khó khăn khác nhau, chúng ta thường có thể cảm nhận chân thực hơn về mặt tốt và mặt xấu của bản chất con người, cũng như nhiều sự thật về cuộc sống. Mặc dù trải nghiệm này rất đau đớn, nhưng đó là cách duy nhất để chúng ta trưởng thành. Nhà văn Dương Giáng từng viết trong Được Uống Trà: người ta thường nói, mây nhiều màu dễ tan, nhưng mây đen không bao giờ có thể chiếm giữ bầu trời mãi. Những năm tháng mây đen che phủ bầu trời có cảm giác thật khó chịu. Mặc dù sau đó đã tan đi, nhưng chúng vẫn còn trong trí nhớ của tôi và không thể xóa nhòa. Đó là phần viền vàng chứa đựng ánh sáng và nhiệt lượng. Viền vàng này chính là niềm hy vọng và sự thật mà bà đã nhìn thấy trong hoàn cảnh khó khăn của chính mình. Lời khuyên thứ ba: khi một người đến một độ tuổi nhất định, điều người đó cần không phải là một tình yêu mãnh liệt, mà là một người không rời xa. Lời nói của nhà văn Dương Giáng thể hiện ý nghĩa thực sự của tình yêu và tình bạn. Năm tháng trôi qua, niềm đam mê cũng dần phai nhạt. Thứ thực sự có thể nâng đỡ chúng ta vượt qua giông bão thường là một tình yêu không bao giờ cạn. Chuyện tình của bà với nhà văn Tiền Trung Thư là minh chứng điển hình nhất. Hai người cũng nâng đỡ nhau, nắm tay nhau vượt qua giông bão và cùng nhau trải qua mọi giai đoạn của cuộc đời. Lời khuyên thứ tư: đôi khi chúng ta phải mạnh mẽ lên để vượt qua mọi thăng trầm. Câu này khuyến khích chúng ta dũng cảm đối mặt với khó khăn và chịu trách nhiệm. Sức mạnh không phải là phẩm chất bẩm sinh mà được hình thành dần dần thông qua quá trình rèn luyện không ngừng. Nhà văn Dương Giáng đã viết trong cuốn sách Đến Bên Bờ Vực Của Cuộc Đời: tôi là một người lớn tuổi, một người già bình thường. Sống chết là điều bình thường của cuộc sống. Tôi đã đến bên bờ vực của cuộc đời, giống như một chân kia vẫn còn ở trong ngưỡng cửa, nên tôi nghĩ mình sẽ kiên trì thực hiện bước đó. Thái độ bình tĩnh trước sự sống và cái chết này là sự phản ánh của sức mạnh và trí tuệ của bà. Lời khuyên thứ năm: ai cũng có khoảng thời gian đặc biệt khó khăn. Một khi bạn vượt qua được nó, cuộc sống sẽ bỗng trở nên tươi sáng hơn. Câu nói này mang lại cho chúng ta lòng dũng cảm và sự tự tin để đối mặt với khó khăn. Không ai có thể trải qua cuộc đời một cách suôn sẻ, và ai cũng sẽ gặp phải những giai đoạn khó khăn của riêng mình. Chính những khoảng thời gian khó khăn này đã hình thành nên tính kiên trì của chúng ta và khiến chúng ta càng trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống hơn. Nhà văn Dương Giáng nhớ lại khoảng thời gian khó khăn
mà bà đã trải qua cùng với chồng và con gái. Nhưng bà luôn giữ thái độ lạc quan và tin rằng mây đen không che được ánh nắng. Năm lời khuyên của nhà văn Dương Giáng giống như năm ngọn đèn lấp lánh, soi sáng đường đời của chúng ta. Bà đã dùng kinh nghiệm và trí tuệ của chính mình để nói với chúng ta rằng dù cuộc đời có nhỏ bé và ngắn ngủi đến đâu, chúng ta vẫn có khả năng tạo ra giá trị cho riêng mình. Dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, trở ngại, chỉ cần chúng ta luôn mạnh mẽ và lạc quan thì chúng ta sẽ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn và đón chào ánh sáng. Trong thế giới phức tạp này, chúng ta hãy ghi nhớ lời khuyên của bà và tiếp tục trau dồi, hoàn thiện bản thân. Chúng ta hãy tìm ra sự thật trong sự khiêm tốn và kiên trì với niềm tin trong khó khăn. Chúng ta hãy trân trọng tình bạn, tình thương xung quanh mình. Chúng ta hãy dũng cảm đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống, bởi chỉ bằng cách này, chúng ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và nhận ra giá trị của cuộc sống. Tôi hy vọng mỗi độc giả có thể tiếp thêm sức mạnh từ năm lời khuyên của nhà văn Dương Giáng và dũng cảm đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Mong rằng mỗi một người phụ nữ đều có thể độc lập, mạnh mẽ và sáng suốt như bà. Mong rằng mỗi chúng ta có thể bước đi rộng hơn và tươi sáng hơn trên con đường cuộc sống. Tác giả Thùy Dung. Chương trình Radio Cà Phê Sáng xin được kết thúc tại đây. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio một ngày mới tràn đầy năng lượng và thành công.